phố Hồ Chí Minh tạm dừng xe ôm công nghệ, cuộc sống của giới bươn chải bằng nghề này vốn dĩ đã bữa đói bữa no, nay khó khăn lại càng chồng chất thêm với những nỗi lo toan. Mặc dù đối diện với cảnh thâm hụt thiếu thốn trước mắt, nhưng đa số tài xế xe ôm công nghệ đều cho biết ủng hộ quyết định của thành phố Hồ Chí Minh để góp phần vào nỗ lực phòng chống dịch mà thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai theo chỉ thị 16. Hiện, nhiều tài xế xe ôm công nghệ cũng cấp tập tham gia đào tạo trực tuyến để tài khoản được kích hoạt dịch vụ giao hàng theo yêu cầu và đi chợ. Suốt thời gian qua, đặc biệt là từ đêm qua đến nay, giới shipper của các ứng dụng công nghệ cũng kêu gọi nhau khi hoạt động phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó, nên khuyến khích khách hàng không nên thanh toán tiền mặt mà hãy chuyển khoản, giữ khoảng cách an toàn 2m trong suốt quá trình giao nhận hàng hóa, nên đeo găng tay và thường xuyên khử khuẩn tay, chấp hành tốt quy định của chỉ thị 16.